Vâng, xin chào tất cả các bạn và tất cả mọi người. Mọi người có nhìn thấy rõ khuôn mặt của mình không ạ? Hôm nay mình tiếp tục quay trở lại với chủ đề là AutoCAD. Thì hôm nay mình sẽ mang trả lời cho bạn một cái câu hỏi, đó là làm sao để chúng ta có thể sửa lỗi được cái lỗi phông chữ khi mà chúng ta gửi file đi dành cho người khác, ví dụ bạn bè, hoặc là nếu chúng ta các bạn mà đang học tập và gửi file cho thầy cô mà thầy cô đọc cái file CAD đấy không bị lỗi, hoặc là các bạn mang cái file CAD đấy bạn bạn mang ra quán in hoặc là mang đi đâu một đâu, đâu đó thì cái máy khác nó không bị lỗi. Thế thì trong cái video hôm nay thì mình sẽ nói về cái chủ đề này và hướng dẫn các bạn nguyên nhân và những cái cách khắc phục để chúng ta xử lý được triệt để cái tình huống này. Ok không ạ? Thế thì trước khi vào đồ cái video này thì mình cũng giới thiệu qua là đây không phải là cái video mà khắc phục cái việc là máy đã bị lỗi rồi, được chưa? Nếu mà bạn nào mà máy mở máy ra, tức là mở một cái file CAD ra ấy, trên AutoCAD trên máy của mình ấy mà bị lỗi phone rồi thì các bạn sẽ khắc phục theo cái tình huống như bạn quan sát ở trên cái màn hình ở trên này, thì bạn có thể tìm theo cái video đó là thêm vốn chữ vào AutoCAD, được chưa? Thì bạn gọi là ví dụ thêm vốn chữ vào AutoCAD thuật qua này, đây thì nó sẽ ra ngay cái video đầu tiên của mình là hướng dẫn các bạn thêm vốn chữ đầy đủ vào AutoCAD. Thì khi máy bạn mà đang bị thiếu phone thì chứng tỏ nó đang bị lỗi phone, được chưa? Thì nó sẽ bị thiếu và nó sẽ ngược lại, tức là khi mà máy mở file CAD ra bị lỗi phone rồi thì đương nhiên là các bạn đang bị thiếu một phone nào đó thì các bạn sẽ cần phải thêm nó vào máy, ok chưa? Đấy, thì nếu bạn nào mà đang bị lỗi phone rồi thì có thể xem theo video này. Nhưng còn cái video này thì không phải là nhắc đến cái chủ đề đó là sửa lỗi phone chữ, mà làm sao để chúng ta sẽ tránh được cái việc mà bị lỗi phone chữ khi chúng ta truyền file này cho người khác, được chưa? Đấy, ví dụ như ở đây mình các bạn thấy là trên cái máy của chúng ta đây là chữ họ mình đọc đang viết rất là ngon lành, ví dụ đây là cái file bản vẽ của bạn làm đi chẳng hạn, được chưa? Đấy thì máy rất là ngon lành. Thế thì bây giờ khi mà các bạn mong muốn là chuyển cái file này thì cho một người đối tác của mình, một người bạn hoặc là một người thầy cô mình xem, hoặc là bạn chuyển đi một cái máy nào đó nơi khác, được chưa? Đấy, để mà in chẳng hạn, hoặc là để xem chẳng hạn, thì tự nhiên nó bị lỗi phone. Đấy, không hiểu sao máy mình xem vẫn ngon lành mà chuyển cho máy họ họ báo về là bị lỗi phone loại ấy cả lên. Thế thì nguyên nhân là như thế nào thì hôm nay mình sẽ chỉ cho bạn nguyên nhân nha, không để bạn chờ lâu nữa. Thì nguyên nhân đơn giản là máy các bạn đang sử dụng một số những phone nâng cao. Ví dụ mình kiểm tra cái phone này bằng cách nào ạ? Mình quét chỉ vào cái chữ ta đang dùng này, cái text đang dùng này, các bạn nhấn tổ phím Ctrl 1. Đấy, Ctrl phím số 1 đấy. Thì ở đây nó khai báo đối tượng ra là text đúng không ạ? Và cái kiểu style ở đây là kiểu VN Avant TH ở đây. Và cái tên ở cái kiểu style này tức là nó đang báo chúng ta là cái tên phone chữ người ta đang viết như vậy. Hoặc là một cách khác để kiểm tra là các bạn có thể là vào sâu hơn, đây là style v avant th đúng không? Thế thì khi đó các bạn nhấn cái bảng st này, text style này. Đấy, các bạn tìm đến đúng cái kiểu gì ạ? Đây là gì? Avant th đúng không? Đó, avant th đây. Thế thì bạn thấy là đây kiểu phone là .vn avant th. Thì thông báo với các bạn đó là đây là một cái phone mà nó là phone nâng cao, không phải là phone mặc định của máy. Như vậy mà máy của bạn đang sử dụng và để bạn viết cho bài viết này, viết cho cái bản vẽ này. Chính vì vậy mà nếu như bạn mà gửi cho cái máy của người bạn của mình ấy, mà máy người đấy không cài phone này thì hiển nhiên nó là lỗi thôi, được chưa? Thì bạn phải cài thêm phone, tức là cái máy của người bị lỗi phải cài thêm phone. Ok không ạ? Nhưng mà bây giờ tình huống như vậy thì nó sẽ gây ra mất rất nhiều thời gian, các bạn phải truyền đi truyền lại rồi thì tìm đúng cái phone như vậy để chúng ta để cho họ cài vào thì có phải mất thời gian không ạ? Có thể là đôi khi nó chậm tiến độ công việc thì ảnh hưởng rất là nguy hiểm. Thế thì hôm nay mình biết được nguyên nhân như vậy rồi thì làm sao để khi mà các bạn gửi file cho người khác, các bạn có thể là mang luôn cái phone mà bạn đang dùng này đấy một cách nhanh nhất và gửi luôn cho họ kèm theo cái file đấy, thì họ có thể lập tức họ cài vào nếu như máy của họ đang bị thiếu thì họ sẽ đọc được luôn, được chưa? Cái tình huống này mình sẽ xử lý như nào, không để bạn chờ lâu nữa đúng không ạ? Chắc là rất là bạn đang rất là nóng lòng rồi. Thì mình có một cái lệnh này là lệnh từ tính năng HR-Smith ở trong AutoCAD. Đấy, có thể nhiều bạn đã từng sử dụng rồi thì có thể tiếp tục theo dõi video này. Nếu mà mình có hướng dẫn gì thiếu thì có thể bổ sung thêm cho mình nhé. Ở đây thì các bạn để gõ lệnh cho mình cái vào cái mục file AutoCAD ở đây. Được chưa? Đấy, vào đây và biểu tượng chữ A này. Ở đây mình đang dùng phiên bản AutoCAD 2018 nhé. Thì tại đây có một cái phần đó là Smith. Đây, phần Public. Các bạn sẽ vào cho mình phần Public tiếp theo. Tức vào chữ A này. Đấy, sau phần Public xong nó có mục là Etransmit ở đây, các bạn thấy không ạ? Etransmit. Đấy, hoặc là các bạn có thể gõ lệnh câu lệnh là Etransmit ra thì nó cũng ra được cái tính năng này. Đây, vào Public này,
chữ A public và sau đó là submit. Thì nó hiển thị ra là các bạn có muốn sử dụng tiếp tục trên cái bản vẽ hiện hành này không, bạn chọn yes nhé. Đấy thì nó hiển thị ra cái bảng này, tức là bạn đã thành công bước 1 rồi, là create change middle đấy, được chưa? Hoặc cách khác các bạn có thể gõ trực tiếp vào dòng comment change, được chưa? Change middle đây. Thì bạn sẽ kích vào cái biểu tượng dấu trừ bên dưới này, một trong hai cái, được chưa? Change middle. Create current setup này. Không phải, xin lỗi các bạn. Echa cái đầu tiên cơ. Đấy, cái đầu tiên này, create change middle này. Thì nó cũng hiện ra cái bảng này. Thế tại đây các bạn sẽ làm gì tiếp theo ạ? Tại đây thì các bạn thấy là đây là cái bản current là bản vẽ các bạn đang mở hiện hành ở đây. Thì nó tích cho ta luôn là cái bản vẽ này là tên là gì. Đấy, file cat đình chùa này. Đây mình có thể kéo rộng cái bảng này ra, đúng không? Tôi chọn không một đây. Ví dụ là nếu như nó có 2, 3 tab, 4, 5 tab trong cái bản vẽ các bạn đang mở nhiều tab ở đây, nhiều file bản vẽ, thì nó cái trường hợp khi nãy nó hỏi là bạn muốn thực hiện trên file bản vẽ nào thôi, được chưa? Trường hợp này thì khi bạn thực hiện thì bạn sẽ mở cái bản vẽ này, thì nó hỏi ta là bản vẽ hiện hành thì chính là cái bản vẽ ta đang mở ở đây. Thế tại đây rồi thì các bạn sẽ làm gì tiếp theo ạ? Tới đây nó là gì? Có một cái file là CTB này, AutoCAD Color, Plot Style này. Thế đây là cái file đính kèm, một cái file kiểu 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 in ý. File AutoCAD Plotter này, PC3 CTB này. Nếu bạn nào là dùng về đi lớn thì sẽ hiểu cái file này. Thế thì khi này thì nó chỉ có hai cái file đơn giản là thôi. Vậy thì có một cái tính năng nữa là phần phần change Smith setup này. Đây bạn kích vào đây, change Smith setup, bạn kích vào mục này, sau đó bạn chọn vào phần modify. Đây nó hiển thị ra cái bảng change Smith setup ở đây, kích vào modify. Đấy, tiếp theo thì nó sẽ ra cái bảng như thế này, như này, được chưa? Như này. Thì khi đấy là ở đây có mục zip thì bạn sẽ chọn cho mình là cái mục là zip, được chưa? Keep editing format các bạn để nguyên như này. Đấy, ở đây là cái file transmittal folder, tức là cái này cái tính năng transmit này nó là nén cái file của bạn lại, tức là cái file bạn đã mở bạn sẽ nén nó lại, nén lại thành một cái file chấm zip. Thì cái đường dẫn mà để cho cái file nén nó nằm ở đâu thì bạn có thể là kích vào đây bạn thay đổi, ví dụ để ở desktop hoặc là mình sẽ để ở một chỗ khác đi, nếu mình để trong file học tập đi, được chưa? Đây, ở đây là mình sẽ để là một cái thư mục khác là xuất file nhé, xuất file cat. Đây mình sẽ tạo mới một cái thư mục này hoặc là vào cái thư mục của các bạn. Đây mình kích vào đây chọn open, open đấy thì nó khi mà cái file các bạn nén lại nó sẽ nằm ở trong cái đường dẫn này, được chưa? Ok, Path option, ok ạ. Tham khảo một, ok, cái này chúng ta sẽ giữ nguyên. Tiếp theo đến là có một cái mục đó là include phone này. Đó, thì bạn kích cho mình cái phone chữ này vào, tích luôn cả cái kiểu này vào cho mình. Đó, kích cái kiểu này vào cho mình, các bạn nhập ok, được chưa? Các tính năng khác các bạn giữ nguyên mà tại đây bạn nhập ok, nhập close. Đấy thì ngay lập tức thì khi bạn nhấp cái phần setup này ok xong rồi, được chưa? Xong rồi thì ngay trong cái bảng này, trong cái bảng vẽ hiện hành đây, thì tất cả những cái thứ này, những cái mà nó hiện ở dưới này, thì khi mà bạn nén được cái file vào thì nó sẽ nằm trong cái bản vẽ, nó sẽ đi theo cái bản vẽ hiện hành của chúng ta, bao gồm là gì? Thứ nhất là font map này, thứ hai là ở đây nó có cả phone chữ này, đấy kiểu in này, được chưa? SHX này, có hết đây bạn kích nha, bao gồm những phone gì đã sử dụng ở trong cái file của chúng ta ấy. VN-Arias này, được chưa? Bạn thấy không? Nó có hết VN-Time này, rất là tuyệt vời. Thế tại đây nói chung là tại đây các bạn khi mà nó hiển thị ra được như này rồi là tức là các bạn đã làm thành công. Thế bây giờ các bạn nhấp vào là ok rồi. Ok. Đấy thì khi mà nhấp ok thì nó hiện ra một cái tên, tức là cái file name của bạn muốn đặt tên nó là gì của bạn này. Là xuất đúng không? Xuất file à? Đây là tên cái file zip ấy. Thì có phải nó đã nằm ở trong cái phần save in là xuất file cat này đúng không ạ? Là khi nãy chúng ta đã chọn này. Bây giờ các bạn nhấn save. Đó. Và các bạn chờ đợi. Xong, khi nó chạy xong là xong rồi đấy. Thế ngay lập tức thì bây giờ chúng ta đã có được cái gì ạ? Bây giờ các bạn sẽ đi vào đúng cái đường dẫn đấy là bài học tập của chúng ta này. Chỗ này có một cái đó là xuất file cat ở đây. Các bạn thấy là trong này nó đã có gì? Cái file nén zip, chúng ta đã nén cái file cat chúng ta lại đúng không?
Thế thì cái file nén này thì ngay tại bây giờ thì bạn có thể là gửi file này cho bạn bè của mình là bằng cách kéo thả chi tiết cái file này vào cái Gmail hoặc là chuyển tiếp cho người khác. Thì trong đấy nó sẽ bao gồm những gì? Bây giờ mình sẽ cùng giải nén nó ra nhé. Trong đây nó sẽ gồm những gì? À, thứ nhất là cái plot này, tức là cái kiểu in. Đấy, ví dụ kiểu in, nếu bây giờ nếu như người ta muốn sử dụng cái kiểu in của máy của bạn đang thiết lập thì nó đã có sẵn đây, người ta chỉ việc ép vào máy thôi. Cái thứ hai là cái file bản vẽ, đương nhiên là cái file bản vẽ nó phải kèm theo rồi, đúng không? Thì người ta mới đọc được. Đấy, cái thứ ba đó là phone. Cái phone này là cái mà cái chủ đề chính mà hôm nay mình nhắc đến trong cái video này. Đó, phone này. Đấy không? Thì ở đây nó bao gồm hai loại phone, thứ nhất là phone két là màu đỏ này đúng không? Đấy, phone thứ hai là phone hệ thống là màu trắng này, thấy chưa? Nếu bạn nào mà chưa hiểu là phone két cài như thế nào và phone hệ thống cài như nào thì vui lòng các bạn hãy quay lại xem cho mình cái video là cách thêm phone chữ đầy đủ cho ông két này, thấy chưa? Thì nó sẽ không bị cái hiện tượng lỗi phone. Đấy, khi mà nó đã bị lỗi rồi nhé, thì các bạn xem video này thêm thêm cái phone nó vào. Thế thì ở đây cái file của chúng ta khi mà các bạn nén nó lại rồi thì chúng ta đưa cho người khác cái những cái phone như này thì bảo người khác là bảo là thêm cái này vào máy của họ nếu như họ chưa có, thì lập tức là khi họ mở bản vẽ ra thì nó sẽ không bị lỗi phone nữa. Đấy, cách đơn giản là như vậy thôi, không có gì là phức tạp cả. Đó. Tổng quan lại thì khi bạn làm một vài file bản vẽ thì các bạn cần phải là nén cái file này cộng với lại những cái phone mà bạn đang sử dụng để gửi tất cả cho họ, thì họ sẽ cài vào máy và đọc được thì sẽ làm việc bình thường, ok không ạ? Không biết là mình qua cái quá trình vừa rồi, ít phút vừa rồi mình chia sẻ thì không biết các bạn đã rõ hay chưa, đã rõ được cái nội dung mà mình muốn truyền tải trong video này hay chưa. Nếu như bạn nào mà chưa làm được thì hãy comment ở bên dưới cái video này, mình sẽ chia sẻ và hướng dẫn trực tiếp để cho các bạn. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem video nhé. Và nếu bạn nào đã làm được rồi, thấy video này hay và có ích thì các bạn hãy like video và chia sẻ video này giúp mình. Cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào.